Từng ngân vang mang đến những cơ hội mới cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đặc biệt, Phủ Đất Sao Biển, người nhạc sĩ vốn sử dụng nhuần nhuyễn chất liệu dân gian truyền thống của miền Nam và xứ Quảng, lại chọn âm hưởng Bắc Bộ để làm nền tảng cho Rung Lên Lục Lạc Vàng. Chuyện giản dị là đất nước ta thì có chiều dài. Là có lẽ mình cũng phải chú trọng đến những cái làng quê xa ở phía Bắc, đặc biệt là những tỉnh biên giới ở phía Bắc của mình. Thì các anh làm chương trình cũng rất đồng ý. Các anh làm chương trình đó là tụi em là đi cả nước mà. Và tôi nghĩ đến cái sử dụng cái chất liệu, cái dân ca ở miền Bắc ở đây á, với một cái âm giai son trưởng, cái tiết tấu nó khá vững chắc, để làm cho cái chương trình nó vui lên chút. Làm sao mà hát lên để thấy được cái niềm phấn khởi, thấy được cái niềm tự tin, thấy được cái sức của bà con vượt qua được cái khó khăn để mà vươn tới cái cuộc sống mới ấm no hạnh phúc hơn. Tôi chọn cung son trưởng với một vài cái quảng âm đặc biệt của dân ca miền Bắc và tôi viết thành cái ca khúc này. Vũ Đất Sao Biển nổi tiếng và được nhiều người ngưỡng mộ, nhưng ông lại rất khâm phục những nhạc sĩ mang trọn tâm tình non nước Việt vào ca từ, giai điệu. Âm nhạc không có biên giới, nhưng mỗi nhạc sĩ đều có một tổ quốc. Đó là con đường chung mà những nhạc sĩ tiền bối của âm nhạc Việt Nam như Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Văn Tý, Huy Du, Huy Thục đã và đang đi. Nói về âm nhạc của những nhạc sĩ gạo cội này, Vũ Đất Sao Biển say sưa phân tích chi ly, vẻ đẹp của ca từ, giai điệu với tất cả sự đồng cảm. Tuy nhiên, âm nhạc không phải là sự nghiệp duy nhất của Vũ Đất Sao Biển. Giới văn sĩ biết đến ông như một thư viện sống về văn học Trung Hoa, với các tác phẩm tiêu biểu Kim Dung Giữa Đời Tôi hay bản dịch Tiếu Ngạo Giang Hồ. Giới phê bình biết đến ông như một cây bút có giọng văn trào phúng, sâu sắc và thâm thúy. Vũ Đất Sao Biển đã xuất bản hơn 50 đầu sách. Có thể kể đến những cái tên quen thuộc như Thâm Sơn Kỳ Cục Án, Án Lạ Phương Nam, Sông Lạc Đường Về, Dài Và To, Phía Sau Mặt Báo, Hướng Đến Chân Thiện Mỹ. Giới làm báo lại biết đến ông như một cây bút kỳ cựu với hơn 2.000 bài viết, hay nổi tiếng với bút danh Đồ Bì trong loại hình tiểu phẩm trào phúng trên báo Tuổi Trẻ Cười. Bàn tay ấy khi gõ phím đàn hay viết lên các nốt nhạc đã hút hồn người nghe. Cũng bàn tay ấy khi đặt bút viết về thế sự nhân tình lại rất hài hước, dí dỏm nhưng cực kỳ sâu cay và sắc sảo. Nghề giáo mà ông được đào tạo vẫn tiếp tục được duy trì. Hiện nay, ông là giảng viên thỉnh giảng của khoa báo chí và truyền thông, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh. Vũ Đất Sao Biển yêu âm nhạc, thích sáng tác và tâm niệm rằng công chúng là đích đến cuối cùng. Phần thưởng lớn nhất là sự yêu mến của công chúng dành cho các tác phẩm của ông.
không riêng vì Đông Đào mà tất cả các ca sĩ của dòng nhạc dân ca cũng như là những cái làn điệu mà âm hưởng dân ca Nam Bộ thì đều rất thích cái cách viết nhạc của nhạc sĩ Vũ Đức Sao Biển. Những ca khúc của chú Vũ Đức Sao Biển là một ca khúc, những ca khúc rất là khó hát, nhưng mà khi mà ca sĩ trình bày những ca khúc của chú được rồi á thì cái sự đón nhận của khán giả rất là nhiều, người ta rất là yêu mến. Vừa qua, Vũ Đức Sao Biển đã được vinh danh là một trong 300 nhân vật nổi tiếng trong triển lãm ảnh phóng sự nghệ thuật Tâm và Tài, Họ Là Ai của nhiếp ảnh gia Nguyễn Á. Hiện ông đang tham gia vào quá trình dịch giả cổ Hoài Lan ra ba thứ tiếng Anh, Pháp, Trung Quốc để giúp tỉnh Bạc Liêu đưa bản ca cổ này đến với thế giới. Các bản dịch này sẽ được trình lên UNESCO xin công nhận giả cổ Hoài Lan là sản phẩm văn hóa phi vật thể của thế giới. Thực sự tôi hoạt động nhiều lĩnh vực. Những cái bài báo thì viết theo khuôn khổ của báo chí. Những tác phẩm sách in ra thì viết theo cái đề xuất của nhà xuất bản. Âm nhạc như là một cách thế mà trong đó mình có thể sống được với nhiều cái người nghe nhạc, giao lưu được với cả hàng triệu người nghe nhạc và giải tỏa cái tâm trạng mình. Và rất may là bà con, những người yêu nhạc đó cũng đồng cảm với chính tôi, cũng cảm thấy những cái tác phẩm của mình có một cái chút gợi lại cái xúc động cho họ. Và tôi cho như vậy là một cái hạnh phúc của đời. Vũ Đức Sao Biển đã ngoài 60 tuổi, cái tuổi cũng không còn trẻ để ông có thể tiếp tục làm những việc đòi hỏi nhiều sức lực. Ông cũng từng trải qua một cơn tai biến mạch máu não. Bây giờ, đôi bàn tay ấy không thể để lâu trên phím đàn, nhưng điều đó chưa bao giờ khiến ông dừng lại. Mỗi ngày, người nhạc sĩ vẫn kiên trì sáng tác âm nhạc, viết sách, viết báo. Ngoài ra, ông còn đứng lớp giảng dạy như đức tính cần cù, chịu thương chịu khó của người dân Quảng Nam, như chú ông chăm chỉ chắc chiêu từng giọt mật quý giá. Vũ Đức Sao Biển vẫn ngày ngày dâng hiến tinh hoa nghệ thuật cho cuộc đời này. Vâng, thưa quý vị, không chỉ là nhạc sĩ, Vũ Đức Sao Biển còn là một nhà giáo, nhà báo, nhà văn với hơn 2.000 bài viết cùng với hơn 50 đầu sách đã xuất bản. Dù có lúc sức khỏe suy yếu, nhưng ông cũng không ngừng đam mê sáng tạo nghệ thuật và dâng hiến cho cuộc đời những tác phẩm có giá trị. Đáp lại nỗ lực ấy, sự yêu mến của công chúng dành cho tác phẩm của ông không hề suy giảm qua thời gian. Đây là một phần thưởng lớn nhất đối với người nhạc sĩ đa tài, luôn dành trọn tâm lực cho dòng nhạc dân tộc. Đến đây thì thời lượng của chương trình cũng đã hết. Xin được cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi đóng góp ý kiến xin gửi về địa chỉ chương trình Ngược Dòng Thời Gian, số 4749, số cũ 292 đường Phan Xích Long, phường 2 của Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại 083 517 2993, số điện thoại đường dây nóng 0913 944 351, địa chỉ email ngườidongthoigian@vtc9.vn. xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau.